Có thể nói, Twilight là đặc vụ số 1 của nước Đức ở thời điểm hiện tại, thì cũng không có gì là sai cả, vì tất cả những gì anh thể hiện đã quá rõ cho chúng ta có câu trả lời rồi đúng không nào? Từ kỹ năng chiến đấu cho đến khả năng lên kế hoạch, phải nói là toàn diện. Có chăng so sánh về phần sức mạnh thì anh chỉ thua mỗi chị nhà thôi, chứ ngoài ra thì anh chả ngán bố con thằng nào. Vì là một người toàn diện như vậy, nên phong cách chiến đấu của anh thường là đơn phương độc mã, nhưng không phải vì vậy mà anh từ chối sự giúp đỡ của người khác. Cũng có những lúc, Twilight cũng phải cần đến những người đồng minh đấy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng mình điểm qua những người đã cùng kề vai sát cánh với Twilight, hay nói cách khác là những cộng sự uy tín của anh chàng điệp viên này nhé. Frankie. Với người đầu tiên trong danh sách thì chúng ta không thể bỏ qua anh chàng Frankie này rồi. Là một người bạn đã gắn bó với Lloyd từ rất lâu, họ đã giúp đỡ nhau và sinh tồn trong thế giới đầy hỗn độn này. Frankie không phải là một nhân viên của Wise, mà trên thực tế anh chỉ là một người bạn hay chỉ là một người bán thông tin cho Lloyd mà thôi. Nói bán thế thôi, chứ ông Lloyd có bao giờ trả tiền cho Frankie đâu. Người ta thường nói một đôi bạn thân thường có những quá khứ phức tạp giữa mối quan hệ của hai người. Điều đó thì với Lloyd và Frankie cũng hoàn toàn chính xác. Cuộc gặp gỡ giữa hai người cứ như là định mệnh, và nó xảy ra theo cách vô cùng đặc biệt. Ban đầu thì cả hai có thể coi nhau như kẻ thù, khi Loi lúc đó là một người lính của quân đội Westalit, còn Frankie thì cũng làm lính, nhưng mà cho phe đối địch của Ostania. Cả hai đã gặp nhau trong khi Loi đi tuần, còn Frankie thì đang muốn đào ngũ. Sau một hồi dùng mõm để đấu khẩu với Loi, thì anh cũng chịu thua và tha mạng cho Frankie. Sau đó thì chúng ta không được biết thêm nhiều nữa. Mà cũng từ lúc đó, tình bạn giữa hai người đã chớm nở, cả hai đều có chung một suy nghĩ về sự vô nghĩa của chiến tranh, không mang lại lợi ích gì cả. Đó có lẽ cũng chính là lý do mà hai ông này gia nhập vào con đường tình báo, thu thập thông tin và kết nối hòa bình. Và như các bạn thấy đấy, dù là người từ hai đất nước có hiềm khích với nhau, nhưng những gì mà họ thể hiện là khác nhau hoàn toàn. Nhờ có Frankie mà Lloyd đã có những thông tin vô cùng hữu ích. Đã thế, lâu lâu lại còn trông trẻ và trông chó hộ. Việc có Frankie trong cuộc sống của Lloyd cũng khiến cho anh cảm thấy vui lên. Vì ông thần này hề quá mà, toàn làm mấy trò con bò để chọc cười mà thôi. Một cái hài cũng chẳng kém cạnh anh nha. Anh nha. Người cộng sự tiếp theo xứng đáng được vinh danh huy chương lao động bên cạnh anh bạn Frankie thì chắc chắn chúng ta không thể nào không nhắc đến anh nhà rồi nhỉ. Một người luôn luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp của bố và trên hết là vì nền hòa bình của thế giới. Mặc dù không biết là anh nhà có hiểu hết ý nghĩa của mấy câu nói này không nữa, nhưng mà thôi mặc kệ, cứ cái gì liên quan đến điệp viên hay súng đạn, anh nha đều cần được hết. Có một cộng sự uy tín như thế này, nhưng mà tiếc cái là bố Lloyd không hề biết đến sự giúp đỡ vô hình này, vì có muốn cũng không được. Vì anh có biết đến sức mạnh của cô con gái mình đâu. Mặc dù là luôn cố gắng để hỗ trợ cho ông bố hết mình, nhưng mà hậu đậu cộng với nhiệt tình thành ra phá hoại. Học để đạt được ngôi sao và trở thành học viên hoàng gia chắc chắn là không được. Làm bản thân với con trai của kẻ thù và đến nhà của họ cũng không nốt, vì mối quan hệ này đang dần dần nóng máu. Và rồi 7749 sự kiện khác đang xảy ra xung quanh cô bé. Thật là hết nói nổi mà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ các anh nha mà Lloyd đã tìm ra được cô vợ xứng đôi với mình, thiết lập được một gia đình, một vấn đề mà Lloyd cực kỳ đau đầu. Và trên hết đó chính là khả năng làm ông bố thấu cảm. Anh nha đang tiêm nhiễm dần dần sự đáng yêu và thứ gọi là tình cảm gia đình vào trong đầu của Lloyd, một thanh niên được mệnh danh là vô cảm. Thế nên, dù không giúp đỡ được nhiều trong việc giải cứu thế giới, nhưng trong việc tình cảm gia đình thì có thể nói cô bé chính là vũ khí bí mật không thể thay thế. Nightfall. Đặc vụ Nightfall hay còn được gọi với cái tên là Fiona. Cô là đặc vụ đang hoạt động tại Wise, nhưng là cấp dưới của Lloyd, cũng là một người cực kỳ xuất sắc trong các nhiệm vụ, được sự tín nhiệm của các đồng đội và cấp dưới. Nhưng cô nàng này là một người cực kỳ mến mộ và thậm chí là có những cảm xúc đặc biệt dành cho người đó. Không ai khác, đó chính là Lloyd. Vì là người đã huấn luyện cho mình vào thời trẻ, dạy được bao điều hay, và trong quá khứ họ đã trải qua nhiều nhiệm vụ cùng nhau. Thế nên, Nightfall đã rơi vào lưới tình của Lloyd. Điều này ngẫu nhiên trở thành một cái hay khi mà chiến dịch Street ra đời, và Lloyd đã có một người vợ. Bà này vô tình đã trở thành Tuesday, thậm chí là còn muốn trở thành vợ chính thức nữa cơ. Nhưng mà đời không như mơ, đối thủ của Nightfall là một người được mệnh danh là người đàn bà sắt đá. À mà chắc còn hơn cái thế đấy. Nhiều lần gặp mặt Do và một lần đấu tay đôi trên sàn tennis. Nhưng mà với khả năng của Do thì các bạn biết rồi đấy, phải gọi là Ao Trinh. Là một người phụ nữ bất bại trong hầu hết các nhiệm vụ, sát cánh bên senpai Lloyd, nhưng rồi bẻ mặt trước người mình thần tượng. Thật ra là Lloyd cũng không để ý kết quả cho lắm. Thế nên hiện tại cô nàng này đang tu luyện trên núi để tập vung vợt và đợi thời cơ để tái đấu trả thù cơ đấy. Nhưng mà nói gì thì nói, với khả năng của một đặc vụ chỉ dưới quyền Lloyd và Silva thì cô cũng đã giúp khá nhiều trong việc làm các nhiệm vụ đấy chứ.
đấu tay đôi với mấy thanh niên chơi doping trên sàn tennis mà vẫn thắng cơ mà. À mà có một điều nữa là bà này là đặc vụ Sundere, nên việc biết đến bí mật kia thì chỉ có mỗi anh nhà biết mà thôi. Sự xuất hiện của iPhone không đe dọa lắm đến hạnh phúc gia đình Foster, vì Lloyd không có nhu cầu đổi vợ, nhưng mà Do thì lại nghĩ khác. Và chắc là iPhone cũng cảm thấy thỏa mãn phần nào, vì Do cũng đã phát ghen với cô đấy chứ. Đến mức mất kiểm soát và suốt tung mồm của Lloyd luôn cơ mà. Sylvia Sherwood. Đây mới là nhân vật được mọi người trong tập đoàn Wise mệnh danh là người đàn bà sắt đá. Sylvia Sherwood, cô hiện tại là người điều hành Wise tại trụ sở miền Đông, cũng là nơi Lloyd đang làm nhiệm vụ lớn nhất. Lý do mà Sylvia được mệnh danh với cái tên như vậy là vì vừa phải làm công việc tùy viên của đại sứ quận Westerlitz miền Đông để che mắt thiên hạ, nhưng bên trong thì lại âm thầm điều hành một đội tình báo, mặc dù bị cảnh sát mật giám sát rất chặt chẽ. Có thể làm được điều mà không ai làm được như vậy, thế nên cô đã nhận được sự tôn trọng từ các đồng nghiệp, và thế là họ phòng cho cô cái biệt danh đó. Kể cả Lloyd cũng phải khiếp sợ trước mức độ uy nghiêm và chuyên nghiệp đến từ cô. Đến cả việc sếp mình quên gỡ mác áo ra, Lloyd cũng không dám nhắc là biết cỡ nào rồi. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể thấy được chi tiết mới nhất trong chap 63 này. Khi nói về việc dạy dỗ mấy ông newbie mới gia nhập vào tổ chức, thì cô lại nhớ về việc dạy dỗ một người cũ, và người đó không ai khác chính là Lloyd. Có lẽ Sylvia ngày xưa là người dạy dỗ và chịu trách nhiệm huấn luyện cho anh chàng điệp viên này. Có lẽ là vì thế mà Lloyd lại dành ra sự tôn trọng lớn đối với cô như vậy. Là người điều hành Wise tại miền Đông này, thế nên có lẽ Sylvia sẽ đồng hành cùng với gia đình Foster đến hết chặng đường này. Là sếp lớn, nên là cô sẽ là người chịu trách nhiệm cho hầu hết các sự cố xảy ra trong chiến dịch Trish. Dự là cô sẽ phải nghe rầy la từ mấy ông sếp tổng nữa đây. Vì các bạn thấy đấy, kể cả đặc vụ giỏi nhất cũng phải mệt mỏi với cái chiến dịch này chứ đừng nói gì tới ai. Nằm trong anh em Wise, là người thích hoạt động một mình và tự tin vào khả năng xoay sở cũng như lên kế hoạch của mình, thì ông đặc vụ Sundere này hiếm khi nào mở mồm nhờ sự giúp đỡ của người khác. Nếu có thì đó chỉ là lệnh từ cấp trên hay những nhiệm vụ bắt buộc, cần sự hợp tác như lần hành động cùng với iPhone thôi, chứ Lloyd không hẳn là muốn sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng mà kể từ khi cái anh Nha thì Lloyd bắt buộc phải nhờ tới công ty của mình. Chúng ta có thể thấy khi anh Nha được nhận vào trường Eden, ông bạn Frankie đến tham dự và đi ăn ké rồi còn kích đểu khiến cho cô bé anh Nha đòi qua. Thế là Lloyd bất đắc dĩ phải gọi Wise đến và điều động lực lượng để có thể thấy được sự uy tín trong nghề của mình. Nên khi nghe tới việc hỗ trợ cho Twilight, chỉ trong vòng chốc lát đã có người cho anh vay mượn máy bay. Đã thế, mấy ông đang làm nhiệm vụ từ nơi khác phải gấp gáp làm đủ mọi cách để chạy tới hỗ trợ cho đàn anh. Một phần là làm theo lệnh, một phần là muốn được gặp Twilight bằng xương bằng thịt. Thế nên chúng ta mới thấy danh tiếng của Twilight trong giới underground là lớn như thế nào. Nhưng mà không hiểu kiểu gì buổi meeting fan mà toàn tới để cho idol đấm vào mồm thế này thì cũng hơi lạ. Bon, người ta có câu chó là bạn chứ không phải tôi. Mình đùa thôi, nhưng Bon cũng nghĩ như thế, là thành viên bất đắc dĩ. À không, nói đúng hơn là nhờ các anh nha, nên Bon mới thoát ra được khỏi địa ngục trong gang tấc và trở thành một thành viên chính thức của gia đình Foster, tương tự như anh nha. Bon cũng là một vật bị thí nghiệm trong dự án Apple. Đã có rất nhiều giả thuyết về những sự kiện này và mình cũng có làm một video về nó, nếu như các bạn chưa xem và thấy hứng thú thì có thể ghé qua xem đi nhé. Quay trở lại về vấn đề sở hữu siêu năng lực dự đoán được tương lai, thế nên Bond đã giúp ích rất nhiều cho Lloyd, cụ thể là cứu mạng sống của anh chàng điệp viên này cũng như là sự hạnh phúc của gia đình anh. Nhưng mà Lloyd vì không biết gì về năng lực đó và chỉ cái anh nhà mới có thể biết được, nên Lloyd cũng chả có vấn đề gì. Bond nhiều lần đã bất đắc dĩ phải tham gia vào những nhiệm vụ chống khủng bố với Lloyd và cậu cũng vô tình trở thành cộng sự của Lloyd. Không hẳn là lúc nào cũng chống khủng bố, chỉ cần hỗ trợ anh trong công cuộc chăm nom cho anh nha. Dự đoán về hạnh phúc tương lai gia đình, như thế thôi là cũng quá đủ rồi đúng không nào? Do. Và cuối cùng, người cộng sự lớn nhất của Lloyd không ai khác chính là cô vợ đáng yêu của mình. Ý mình là của Lloyd, Do. Thật ra thì Do không giúp ích gì nhiều lắm trong việc chống khủng bố của Lloyd như Bon hay anh nha. Nhưng cô mang vai trò khá quan trọng khi là người có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu trở thành vợ của Lloyd ngay tức khắc. Khi mà Lloyd đang lo sợ về profile giả mà mình tạo ra không đủ thuyết phục để cưa đổ các cô gái khác, thì Do lại là người có thể chấp nhận nó ngay lập tức. Thậm chí là cô còn mở lời trước cơ. Thật ra thì tất cả đều có lý do cả. Mà lý do của Do thì chúng ta đều biết hết rồi đúng không nào?
Nhưng mà nhờ có sự xuất hiện của cô nàng dễ thương này thì Lloyd mới nhận ra tình cảm của mình với gia đình chứ. Bên cạnh anh nha, Do cũng mang đến một cảm xúc khác cho Lloyd, khiến cho anh biết ghen, biết yêu thương và biết trân trọng. Và đó cũng là những cộng sự cực kỳ uy tín, những người mà anh chàng điệp viên đơn độc đã cần và nhờ tới sự trợ giúp của họ. Các bạn còn thấy ai đã từng làm việc và uy tín hơn những gương mặt trên không? Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến bên dưới cho mình biết với nhé. Và nếu thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ mình trong những video tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.